Vâng, xin hân hoan kính chào toàn thể quý cụ các bạn chị em đến với thân lễ ngày hôm nay. Ngoài những nghi lễ đã cao, anh chị Hoàng Hà xin cho người mẹ là linh hồn Maria, và đặc biệt ngày hôm nay 70 năm trước con chưa sinh ra, có ông Gian Battista Nguyễn Văn Khẩn lập gia đình, kết thành hôn với bà Maria Bùi Thị Hưng. Đúng ngày hôm nay là 70 năm chúng ta dâng cầu xin Chúa, tạ ơn Chúa và cảm ơn Chúa. Đặc biệt là cầu nguyện cho ông bà. Chúng con xin chào. Thành hôn của ông bà ở Nam Định 70 năm trước. Cảm ơn ông bà. Xin Chúa tôi đổ vương lành xuống các bạn. Và chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng của mỗi người. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Tại đây chúng ta dùng gọn năm hôm mối và xin Chúa thương xót tha thứ tất cả những lỗi lầm để của lễ chúng ta dâng được Thiên Chúa đón nhận. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chúa tâm hồn. Xin Chúa vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng yêu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết thảy loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phục thờ Chúa là đứng cao cả bi linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhớ Kitô Chúa chúng con. Bởi chức sắc tiên tri Ê-dê-kiên kia, đây Chúa là Chúa phán: này chính ta sân khóc và chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tận nát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán, và trong ngày mây mù đen tối, chính ta sẽ chăm sóc các chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế: ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ mang nó con chiên bị thương tích, sẽ mang chứa con chiên bị ốm đau. Con nào mà béo, ta sẽ chăm sóc và sẽ chăm sóc nó trong sự công chính. Còn các ngươi, hỡi chiên của ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: này ta sẽ phân xử giữa con này với con khác, giữa cừu đực và dê đực. Đó là lời Chúa. Thank you.
thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạt đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế. Rồi đến tận cùng, khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực, nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân tù dưới trách người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục người, bây giờ chính con cũng sẽ suy phục, đấng đã bắt mọi sự suy phục mình để tiếp Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em và tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: khi con người đến trong ánh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cả, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như một tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên phải rằng: hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp mà Đức Trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các con đã cho ăn; ta khát, các con đã cho uống; ta là vắng khách, các con đã tiếp bước; ta mình trần, các con đã cho mặc; ta đau yếu, các con đã viếng thăm; ta bị tù đày, các con đã đến với ta. Khi ấy các người lành đáp lại rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, hay mình trần mà cho mặc? Và có khi nào chúng con thấy Chúa đau yếu hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: quả thật, ta bảo các con, những gì con đã làm
cho một trong anh em bé nhỏ nhất của ta này, và các con đã làm cho chính ta. Rồi người cũng nói với những kẻ bên trái rằng: hỡi phường bị trúc xử, hãy lui khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và những kẻ theo chúng. Vì xưa ta đòi, các ngươi đã không cho ăn, và khảo, các ngươi đã không cho uống. Ta làm thứ khác, các ngươi đã chẳng tin nữa. Ta mình chẳng, các ngươi đã không cho đồng. Ta lòng yếu và bị tù đày, các ngươi đã không biết thân ta. Bây giờ họ cũng đáp lại rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, lữ khách hay mình trần, yếu đau hay bị tù đày, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy người đáp lại: ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chúng cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào khói sống ngàn thu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, quý đó, lời khen Chúa. Kính thưa quý cụ và chị em, vào 5 năm trước, một tờ báo ở bên Dallas Morning Post đã kể một câu chuyện rất là hay. Cô là tên là Emily Thompson. Vào tháng 6 năm 1993, cô phát hiện ra bị ung thư. Và cô có ba đứa con gái rất là nhỏ. Đây là một ung thư, một cái tin cực sốc. Chị hoàn toàn không chấp nhận được. Và để cuối cùng khi mà đi nói chuyện với một vị linh mục ở giáo xứ, sau đó chị mới chấp nhận và chị cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, con sẵn sàng có về với Chúa, nhưng nỗi ưu tư và quan tâm lớn nhất của con là ba đứa trẻ. Con biết Chúa có thể làm tất cả mọi việc, và con chỉ xin Chúa một điều: nếu con được chữa lành khỏi bệnh ung thư phổi, con sẽ làm một cái điều gì rất quan trọng vào đúng ngày 24 tháng 12 năm 1993. Rồi bắt đầu sau đó chị đi chemo hóa trị. Đến đúng ngày Thanksgiving của năm 1993 thì chị mới phát hiện được là ung thư biến mất, không còn gì cả. Nhưng cơm áo gạo tiền đã làm cho chị quên cái lời hứa mà chị đã hứa với Chúa khi mình được lành bệnh. Vào sáng ngày 24 tháng 12 năm 1993, nhưng không lệ, chị lái xe ra mặt ăn đồ để mua 3 cái hamburger cho 3 cô con gái. Và trong lúc chờ đợi thì chị nhìn vào cái tịnh qua cái khung cửa sổ, thì chị mới phát hiện một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, rất là buồn. Thế thì chị quyết định động vào kênh, đi vào cái chiếc nhà này. Thì câu chuyện như thế này: anh này đã bị homeless, vô gia cư rất lâu rồi. Và một trong những cái điều mà anh thích là từ hồi nhỏ anh rất là thích ăn hamburger của McDonald's. Và anh nói như thế này: tôi sắp sửa chết, tôi sẽ kết thúc cuộc đời của tôi vì tôi thấy không còn ý nghĩa. Giờ đây tôi đang ngồi đây để chỉ cần hít cái hơi của cái hamburger. Chị đứng bật dậy order cho anh 5 cái hamburger số 1 là cái Big Mac. Anh ăn xong một lúc, nửa tiếng sau anh ăn xong rồi. Chị nói rằng là anh đừng có làm đi đâu cả. Chạy ra ngoài cầm phone gọi cho người chồng.
nơi anh cũng nhớ rằng chúng ta đã hứa với Chúa một điều: khi em được lành bệnh khỏi cancer, mình sẽ làm một điều gì đó cho Chúa vào đúng ngày 24 tháng 12. Và cơ hội đã đến. Năm phút sau, người chồng chạy xe tới đón anh vô gia cư này về, và họ đã mở cửa chào đón anh này, cho anh ăn uống, trở đi làm, và sau đó anh đi học cái nghề. Và sau 2 năm ở nhà anh chị này thì anh đã vững chãi, có thể tự làm một mình. Câu chuyện đó diễn biến mọi chuyện tốt đẹp, nhưng không ngờ 20 năm sau, đúng vào ngày 24 tháng 12 năm 2013, thì anh vô gia cư đã xuất hiện trước cửa nhà. Và chị Emily Thompson hoàn toàn bất ngờ, không nhớ ra người là ai. Bắt đầu họ mới nói chuyện. Họ nói rằng sau khi mà được cặp vợ chồng này giúp đỡ, anh đã đi làm và để dành một số tiền để rồi cuối cùng mua được một cái hãng. Và sau cái đó, từ cái hãng đó bắt đầu anh với phớt lên. Và điều quan trọng là anh đã rẽ sang một cái bước mà hoàn toàn đổi mới cuộc đời, là anh là một trong những triệu phú ở New York mà đã từng chuyên về địa ốc. Anh dừng lại một vài giây rất xúc động. Anh nói như vậy: tôi cảm ơn chị vì 5 cái bánh Big Mac mà tôi hằng mơ ước, và tôi đã cảm ơn chị đã mở cửa cho tôi. Nếu không thì tôi đã chết, tôi đã tự tử. Và điều hơn thế nữa, khi trở thành triệu phú, tôi đã nhớ lại quá khứ bần hàn của mình, để rồi tôi đã giúp cho rất nhiều người vô gia cư trong hoàn cảnh của tôi 20 năm trước. Và anh đứng bật dậy nói với chị một điều trước mặt ba người: bất kỳ trên thế giới này, bất kỳ một điều gì chị muốn, tôi sẵn sàng mua cho chị và gia đình của chị. Chúng ta tạm dừng câu chuyện đó ở đây. Dĩ nhiên chị Emily Thompson được phỏng vấn, nhưng chị nói rằng cái niềm hạnh phúc lớn nhất của chị không phải là kêu anh này mua hột xoan, mua nhà, mua lô đằng, mà niềm hạnh phúc lớn nhất của chị đã cứu anh này, và từ anh này đã cứu cho rất nhiều người. Nó cũng sự liên đới như là Domingo, Domino để phép. Thưa quý cụ bạn trẻ, câu chuyện mà con vừa kể dường như nó đang phản ánh ở trong bài phúc âm ngày hôm nay, đó là cuộc phán xét chung cuối cùng. Ngày hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Kitô và Vua Vũ Trụ để khép lại được năm phục vụ 5A theo tháng Matthew. Và năm sau chúng ta, tuần sau chúng ta bước vào mùa vọng và 5B. Bởi vì cũng chỉ có 3 cái suy tư rất nhỏ bé mình có thể đem về suy nghĩ đó. Suy tư thứ nhất: trong tất cả 4 cung kinh thánh, đây là một đoạn kinh thánh nói rất rõ về chúng ta bị xét xử chắc chắn. Và hơn thế nữa, khi chúng ta chết, Chúa không đòi buộc chúng ta có bằng tiến sĩ, bằng cao học, hoặc là chúng ta có nghề, hoặc là chúng ta có tiệm ở bông xa hay là đi học bích, mà Chúa sẽ phán xét chúng ta là chúng ta đã làm gì cho những người bé bỏng, bởi vì Chúa đồng hóa với họ. Và sau cái việc làm này được lặp đi lặp lại 4 lần. Nhưng nếu mà chúng ta dừng lại ở nơi đây chưa hết, sẽ là một cái sự hoàn toàn sai lầm. Sai lầm ở một chỗ nào? Rất nhiều lần quý bài và anh chị em đã mở tay, mở hầu bao, mở trái tim để giúp cho rất nhiều người, và một trong những người đó họ lạm dụng lòng tốt của mình. Rồi khi đó mình bị tổn thương, rồi khi đó như mình như con rùa mình rụt lại, mình hứa trong lòng là mình sẽ không bao giờ giúp những người đó, bởi vì mình sẽ bị tổn thương. Hay nói cách khác, đôi lúc chúng ta chạy trên đường Colorado, chạy trên đường freeway, có những người vô gia cư đang đứng chờ
giờ để ngửa tay xin đình. Và chúng ta đặt một cái câu hỏi là liệu những người này thực sự cần sự giúp đỡ của mình không? Nhà thơ và xin chất lời cuối cùng này là thật hay. Khi ấy người đáp lại: ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi không làm cho một trong những anh em bé nhỏ, động từ không làm. Chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta đã giúp rất nhiều người, nhưng có một vài người làm cho chúng ta, trái tim chúng ta khép lại. Sáng nay khi mà con đi làm lễ 6 giờ rưỡi sáng ở nhà thờ ở quận Cam, ở thành phố Oven rất là nặng, con chợt nghĩ một điều này. Chúng ta có thể lặn tay, lặn chân, lặn đầu, lặn tai, lặn bất cứ chỗ nào, nhưng một chỗ không bao giờ được lặn đó là trái tim. Bởi vì khi trái tim nó đóng lặn rồi thì chúng ta không còn biết cảm thông hay nói con nói. Cơn đại dịch corona virus nó giết nhiều người, nhưng nó còn một cái con virus gọi là virus VC vô cảm. Và khi mình vô cảm trước những nỗi đau của đồng bào thì trái tim của mình không thể mở ra được. Có rất nhiều người nói: tôi sẽ không bao giờ yêu, tôi sẽ không bao giờ làm, tôi sẽ không bao giờ cho những người đã làm được phản bội tôi. Bây giờ suy tư thứ hai, năm 1925 ngày 11 tháng 12, thì lúc đó Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 mới thiết lập lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ. Bởi vì có ai không, năm đó là năm thánh. Trong tâm tình chi ân và cảm tạ ơn Chúa, chúng ta ngày thiết lập, nhưng ngày thiết lập cái lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ có hai lý do. Lý do thứ nhất, lúc đó trần tục hóa, và lúc đó có cái làn sóng từ chối cái quyền lực, cái quyền lực của Chúa Kitô ở mọi mặt trong đời sống hàng ngày. Vậy thì khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập ra cái lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ, ngài chỉ nhấn mạnh một điều là Chúa Kitô là vua của tất cả các vua, Chúa của tất cả các chúa, và ngài là vua của mỗi người chúng ta. Và cái thế giới, cái kinh đầm của Chúa Kitô là vương quốc của tình yêu. Bởi vì chúng ta để lại một câu hỏi như thế này: trong thế kỷ thứ 20 có rất nhiều biến cố. Năm 1989, bức tường Berlin bị sụp đổ, rất nhiều nước Đông Âu hoàn toàn trở thành gọi là từ biên cộng trở thành là tư bản. Rồi chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng một trong những sự kiện quan trọng liên quan tới hoàng gia là năm 1952, nữ hoàng Queen Elizabeth của Anh Quốc trở thành nữ hoàng năm 1952. Thưa quý cụ, quý bà chị em, để con đưa quý cụ bà chị em vào trong ngày đó tất cả những đường phố ở cung điện ở bên London 3 triệu người đứng đấy, hàng hà vô số các vua trên toàn thế giới về để chúc mừng vị nữ hoàng Anh, và họ mang nhiều quà quý. Và cuối cùng bà đã chết. Chị giá tài sản của nữ hoàng Anh, bà đã trao lại cho người con là một cô son 22 tuổi. Đức Giáo Hoàng Pio 11 quả quyết một điều: cái vương quốc của Chúa Kitô tồn tại mãi mãi, còn vương quốc của các nhà vua ở trên thế giới. Và điểm đặc biệt, nếu quý vị mà xem Google bây giờ có 39 là vua, 39 người đó chết, chẳng làm gì được cả. Vậy thì câu hỏi chúng ta đặt ra, chúng ta thuộc vương quốc nào? Và suy tư cuối cùng, lúc 1 giờ con chạy đến chỗ các xưa,
để làm nghi thức phát tang cho sư cựu bề trên của dòng Bến Thánh Nhẹ, sư Teresa Thánh Đan. Và cô có biết được nghe được cái câu chuyện này là thứ năm vừa rồi, bà mẹ đang ngồi trong phòng khách, bên phòng bên kia nghe tiếng đùng đùng, bà đổ gục xuống chết ngay tại chỗ. Hóa ra cái phòng bên cạnh hai đứa con nó quay xuống ra, nó thủng và nó bắn, và biết đạn xuyên thẳng qua tường trúng ngay trán bà, chết ngay lập tức. Và trong lúc đó thì hai đứa con khác đang đi đón bà ngoại về để ăn tiệc tạ ơn thì trở thẳng tới bệnh viện để nhìn mẹ và người con cuối cùng. Hay nói cách khác, chị Tư cuối cùng mới dạy cho chúng ta một điều, có bốn điều nó sẽ xảy ra, còn lại sự chết, phán xét, thiên đàng và hạ ngục. Thì con chỉ xin một câu hỏi thôi, có rất là nhiều người biết là chúng ta chết, nhưng mà đây là cái thực tế của chúng ta, họ không tin mình chết bây giờ. Mà khi đã không tin mình chết bây giờ thì mình cứ sống buông thả cho ngày mai và ngày này, cho nó muốn tới đâu thì tới. Và thưa quý cùng các chị, bên Việt Nam mình không có việc gì, mình thấy chờ thời gian nó trôi lâu. Còn bên này mới thứ bảy, mới chắc như thế, rồi chuẩn bị mùa hoa, rồi chuẩn bị nhắc sức, rồi nó qua đi. Chỉ khi nào mình biết mình sẽ chết thì mình mới biết sống. Giờ đây con xin mời mọi người ngồi. Giờ đây là nghi thức đọc lời chúc lành cho ông bà John Batista, Nguyễn Văn Khẩn và bà Maria Bùi Thị Hương, nhân kỷ niệm đúng 70 năm trước ông bà thành hôn ở Nam Định. Giờ đây con xin mời hai ông bà có đứng lên đây không? Rồi ông nắm tay chặt tay bà, 70 năm đừng có để hát bài nhé. Rồi con cám ơn ông bà nhé. Chúng ta cùng giơ tay về bên tay phải hướng về ông bà. Tại sao con thích cái chuyện này? Ngày nay các bạn trẻ easy come, easy go, là họ thích thì họ ở, mà họ không thích thì họ chia tay, hay còn nói rằng là tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa. Đây là một cái gương mẫu cho tất cả các gia đình trẻ. Xin hãy nắm chặt tay nhau vượt qua những dông tố của cuộc đời, bởi vì còn có nhau, chúng ta cần có nhau. Lạy Chúa là đứng sáng tạo muôn loài, ngay từ thủ ban đầu Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ kết duyên thành bạn trong tâm. Xin Chúa đọc ban phúc lành và củng cố đời sống hôn nhân của ông John Batista, Nguyễn Văn Khẩn và bà Maria Bùi Thị Thư nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành hôn. Xin Chúa chúc lành cho họ để họ càng ngày trở nên hình ảnh trung thực của sự kết hiệp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Và sau hết, xin Chúa thánh hóa và gìn giữ họ và đưa họ về quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúc mừng ông bà nhé. Cảm ơn ông rất là nhiều. Rồi con xin mời ông bà về nhé. Giờ đây chúng ta cùng đứng để tin sự đức tin. Tôi tin kính của Thiên Chúa.
con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từng chút muôn đời. Người là Thiên Chúa hỡi Thiên Chúa, ánh sáng hỡi ánh sáng. Thiên Chúa thật hỡi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Cầm hoàn thế hỡi Thiên Chúa Cha, nhờ người mà muôn thật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đánh mà thông gia vì chúng ta, thời hoan phong chi ở Phi Lan Đô, người chịu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người lên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ hai bên trong kinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Ngài là Đức Thánh Sự Sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là Cha, người được cùng thờ và tôn kính cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tin chi mà phán rằng: tôi tin một Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Thông Cha và Thông Truyền. Tôi tin sự có một phép đưa kể tha tôi. Tôi trong đời kẻ chia sống mãi và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, trong ngày mừng kính trọng này, Chúa Kitô vua vũ trụ, chúng ta hãy ngợi khen chúc tụng Chúa và tin tưởng cầu xin. Xin Chúa giúp cho các vị chủ chân trong hội thánh luôn theo gương Chúa Kitô, lấy yêu thương tha thứ mà hướng dẫn và chăm sóc đoàn chiên, để mọi người được sống an vui hạnh phúc dưới vương quyền Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết trân trọng và yêu chuộng hòa bình, luôn nỗ lực phá bỏ mọi hận thù tranh chấp, cùng nhau công tác xây dựng một xã hội văn minh và một nền hòa bình cho thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho những anh chị em xa lìa hội thánh biết tình ra giới hạn và xa lầm của mình, quyết tâm trở về giao hòa với Chúa và sống hiệp thông trong cộng đoàn giáo hội. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ luôn biết yêu thương hiệp nhất, và xin mỗi người chúng con chuyên cần thực hành giới răn yêu thương, cùng nêu cao tinh thần phục vụ theo gương Đức Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ban cho việc xây dựng nhà nguyện thánh Calisto và phần mộ được an toàn tốt đẹp. Xin Chúa ân thưởng cho những ân nhân của giáo xứ chính tòa, cho các anh chị em đang đau yếu được bao bình phục, cho các linh hồn nơi luyện tội, và cho ý nguyện riêng của mỗi người cùng các ý chỉ trong thánh lễ được Chúa thương chấp nhận. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Anh chị em hãy cùng nguyện để hy lễ của tôi mà con chị em được Thiên Chúa toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế ngài giải của Đức Kitô và tha thiết mong ngài cho mọi dân mọi nước nhờ người được hiệp nhất và bình an với hàng xóm và hiên chi muôn đời. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chính thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng nghĩa. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức cầu hát lạc đất phương của một Cha là Đức Chúa Jesus Kitô Chúa chúng con. Làm đến một đời đời và làm vua vũ trụ để khi hy thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tân tuyển, người hoàn tận mầu nhiệm cứu chủ chúng con, người cho lại cho Cha một đấng uy linh cao cả, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương công lý và bình an. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tôn hô rằng: Lạy Chúa, chúng con là đấng thánh của muôn loài siêu thánh thiện, vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những buổi lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Jesus Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện đồng mình chịu khổ hành người và lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị đau vì các con. Cùng một thể thức ấy sau của lăng tù, người cầm lấy chén cũng tạ ơn và trân trọng vấn đề mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy có giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con lạc truyền Chúa chịu chết và kiên sinh quyền dựng cho dân làng cha ơi quý Chúa. Vì vậy lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con nhân lên Chúa vẫn trường sinh và chiến cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức vô nha và phục sự Chúa. Chúng con tha thiết đài xin Chúa cho chúng con khi không phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
để Chúa xin nghe đến hội thánh Chúa lắng đồng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Kevin chúng con và hai Đức Giám Mục phụ tá của Ngài và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đặc hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn, Đức Thánh của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã xúc đẹp lòng Chúa có mọi người nào. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Ngài, với người và trong người mà mọi danh hiệu và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hiện nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lên Chúa kính thê và cơ thê thức người thê chúng ta đã nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện xem Cha đã xa, được Cha chỉ đến, đi Cha thê lên dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay bữa được làm người, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nhé. Xin chờ để chúng con sai trước cám dỗ, nhưng đưa chúng con cho mọi sự nhiều. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự nhiều. Xin hãy đưa trên này chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa lọc lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đã khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Jesus Kitô đứng cứu độ chúng con. Thầy Chúa Jesus Kitô, chúng con với các môn đồ rằng thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của thánh Chúa. Xin nói vô quan trời hãy được bình an và hiện thân trong thánh ý Chúa, chưa hẳn sông và hiên chi muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Cha, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Để xin Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, cho ngài được mời tới dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng bước ngược vào nhà con, nhưng xin Chúa qua lòng tội để linh hồn con sẽ lành.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vinh dự sống theo giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc, người hằng sống và yên trị muôn đời. Amen. Con chỉ có năm cái thông báo thôi. Thông báo thứ nhất là lễ đầu tháng ở lưu đài Đức Mẹ La Vang là mùng 2 tháng 12. Thông báo thứ hai nữa là chúng ta có liên quan liên hoan Giáng sinh là đại hội nhạc đó vào ngày 15 tháng 12 lúc 7:30. Xin lấy vé ở nhà sách Công giáo. Hội Lê Dung Maria sẽ không họp vào ngày mùng 2 tháng 12, nhưng thay vào đó thì chủ nhật mùng 3 tháng 12 sẽ có tính tâm ở trung tâm Công giáo từ 10:30 tới 3:00 chiều. Và tính tâm của cộng đoàn Mùa Vọng do cha Phạm Văn Hồng đến từ Úc Châu từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 vào lúc 7:00. Và sau cùng, mùng 8 tháng 12 là lễ Mẹ Vương Nhiễm Nguyên Tổ, lễ trọng và buộc. Con xin mời mọi người lấy các thông tin giáo xứ mở ra trang số 4 có chương trình thánh lễ trong ngày hôm đó. Và xin chân thành cảm ơn. Chùa cùng anh chị em. Xin Đức Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban muôn ơn lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em lên đường bình an. Ta ơn Chúa. Oh.